Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 327 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Kim Tiên Quốc Độ cường hoành phủ súng môn hộ tà ác động quật, những đạo vẫn lạc tà khí đều bị Kim Tiên Quốc Độ đẩy ra bên ngoài. Nhưng mà vẫn lạc tà khí căn bản không hề bị pháp tắc đại la Kim Tiên tiêu diệt, một cỗ sóng chiều gắt gao dâng lên quấn quanh quốc độ, muốn thẩm thấu tiến vào, ăn mòn vạn trượng kim quang, biến nó thành màu lục sắc. Cho dù Kim Tiên, ở bên ngoài còn có thể ngăn cản vạn hóa tà vụ, thế nhưng tiến nhập vào sâu bên trong, bị ý niệm hung sát của vẫn lạc tà khí, cổ vu đạo thuật xâm nhập, lập tức bị ăn mòn, căn bản không có khả năng giống như Phương Hàn, ngược lại còn thu tà khí làm tu vi tăng lên. Nhưng mà Kim Tiên có pháp lực hùng hồn, có thể chịu được ăn mòn, tạm thời không có gì đáng ngại. Hơn nữa trong quốc gia của Kim Tiên có mấy trăm vị bán Kim Tiên đại năng, liên hợp lại thành một đạo đại trận, không ngừng oanh kích lực lượng ra bên ngoài, bức khai những đạo vẫn lạc tà khí kia, khiến lực ăn mòn giảm đi đáng kể. Người đến cư nhiên là kẻ đứng đầu Phương Thốn Sơn, tuyệt đại Kim Thiên Tôn khôi đấu. Kim Tiên quốc độ của hắn mang theo tất cả cao thủ của Phương Thốn Sơn, rất nhiều bán Kim Tiên đại năng. Vừa đáp xuống, hắn đã trông thấy cửa muôn hộ của động quật bị mở ra, ba chữ vu tự trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là môn hộ tối trọng yếu nhất trong vẫn lạc tà cốc. Ta đã tiến tới nhiều lần, đều bị ba chữ trên cửa ngăn cản, bị lực lượng của ba vu tự này ngăn cản trải qua đấu tranh, thủy chung không thể tiến vào nửa bước, còn suýt nữa bị ba vu tự làm bị thương, sao tự nhiên nó lại biến mất, chẳng lẽ thật sự là do nguyên khí thiên địa thay đổi cho nên một số cấm pháp trong vẫn lạc tà cốc cũng vơi theo. Tôi khôi đấu thật sự là kẻ biết rất rõ sự lợi hại của ba vu tự, đó là cao thủ của vẫn lạc tà tông dùng vô thượng vu thuật kết hợp tuyên cổ ma đạo, tế luyện vô số tinh huyết thần ma, linh hồn tinh nhân, oán khí thiên địa, oán niệm chúng sinh mà viết ra, tuy trải qua tuế nguyệt vô tình, uy lực của ba vu tự này giảm đi hơn phân nửa, thế nhưng vẫn có thể diệt sát quần tiên, không người nào có thể ngăn cản. Sư phụ, người xem, trong này có vương phẩm tiên đan. Người kia, người kia chính là kẻ đã phế con. Hàng bất động, chính là hắn. Hắn cư nhiên nhanh chân đến trước rồi, giết hắn đi, mau chóng giết hắn đi. Đột nhiên một đệ tử bên người tôi khôi đấu điên cuồng hét lên. Cư nhiên chính là kẻ đã bị Phương Hàn phế bỏ Trần Nguyên Sinh. Lúc đi điên cuồng hét lên, đồng thời tất cả cao thủ của Phương Thốn Sơn đều thấy trong động quật tả ác, thân thể Phương Hàn sừng sững ở sâu bên trong, chuẩn bị giũi tay thu hoạch vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô. Trong từng viên vương phẩm tiên đan có ẩn chứa vô tận pháp tắc kim tiên, phẩm chất thoạt nhìn không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với trung cổ thánh linh đan mà lúc trước Phương Hàn luyện chế. Dù sao trung cổ thánh linh đan Phương Hàn luyện chế cũng chỉ là thuốc bổ do dung hợp vô số pháp tắc kim tiên đơn giản, mà không phải vương phẩm chân chính. Nhưng hiện tại, vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô, vô luận là lượng pháp tắc kim tiên bên trong hay khí tức cường hoành, đều siêu việt hơn xa trung cổ thánh linh đan. Đây là đây là chiến thế thần đan trong truyền thuyết. Trái tim của tôi khôi đấu vị tuyệt đại kim tiên này thiếu chút nữa vọt lên cổ họng bay ra ngoài. Những viên vương phẩm tiên đan kia đối với hắn mà nói đều có lợi ích cực lớn, có thể tăng cường pháp tắc đại la kim tiên của hắn, giảm bớt vô số năm khổ tu, hơn nữa còn gia tăng tư chất, khí vận bản thân, khiến bản thân có cơ hội tham ngộ cảnh giới tổ. Từ bán kim tiên tấn thăng làm đại la kim tiên chính thức cực kỳ gian nan, chỉ có một phần trăm triệu cơ hội. Nhưng mà từ đại la kim tiên tấn thăng tới tổ tiên lại càng khó hơn thế nhưng chiến thế thần đan lại có tác dụng gia tăng cơ hội. Giờ khắc này tôi khôi đấu thực sự nổi giận, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một tiểu bối lại ở trước mặt hắn thu lấy chín hồ lô vương phẩm tiên đan. Xúc sinh, mau lưu đan dược lại cho ta, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đầu. Trong lúc tức giận quát lên, hắn đồng thời thi triển ra lực lượng chân chính, giống như một khối mặt trời nổ mạnh, vô số kim quang thiêu đốt ra đại la chân hỏa cuồn cuộn, hòa tan vạn vật, vẫn lạc tà vụ cũng bị đẩy lùi lại phía sau, giống như thủy triều tứ tán tản ra, sau đó ngón tay hắn hé mở, biến thành chảo rồi lại nắm lấy thành quyền, diễn hóa thành vạn đạo hỗn độn, khí tức mãnh cổ hồng hoang tứ tán, tràn ngập bốn phía. Phương thốn thiên địa. Trong một quyền này, sát chiêu nổ tung, hắn đánh ra một chiêu phương thốn thiên địa này là do ngàn vạn đạo đại tiên thuật, các loại võ học ngưng tụ thành một quyền bá thế. Trong động quật tà ác, vô số thi cốt bị đánh bay, từng tấc không gian bị vỡ ra, khắp nơi lộ ra tràng cảnh đại địa tách ra, thương thiên vẫn lạc. Không tốt, là tuyệt đại kim tiên ra sức xuất thủ, Phương Hàn vừa muốn thu những viên vương phẩm tiên đan trong hồ lô, thế nhưng Kim tiên Tôn khôi đấu lại buông xuống, đánh ra một quyền, tay hắn lập tức có cảm giác không thể động đậy, pháp lực phát ra không ngờ lại bị đông lại. Lúc này hắn giống như một người bị trúng định thân pháp, cho mắt nhìn vương phẩm tiên đan ở trước mắt mình mà không thể thu. Hiện tại ta cưỡng chế thúc dục pháp lực, có thể thu hoạch được 9 hồ lô vương phẩm tiên đan này, thế nhưng lại không thể ngăn cản được một quyền của đối phương, sẽ oanh kích khiến ta bị thương mất. Trong một sát na, tâm tư của phương hàn xoay chuyển trăm ngàn lần đột nhiên hắn vận khởi lực lượng đánh ra chung kết chi đạo chư thần hoàng hôn mà mình mới tu luyện thành chư thần hoàng hôn xuất hiện không ngờ tạo thành tư vị kết hợp hài hòa với vẫn lạc vụ chung quanh ánh sáng hoàng hôn sáng lạn không hề thua kém quang mang kim tiên trong vẫn lạc tà cốc có tà khí trợ giúp phương hàn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế địa lợi chư thần hoàng hôn cứng rắn đụng vào phương thốn thiên địa phương hàn điên cuồng hét lên một tiếng vòng sáng hoàng hôn sáng lạn quanh toàn thân đất vỡ không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi Xúc sinh, không ngờ lại không thể lập tức giết được ngươi. Không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là bán kim tiên đại năng mà thôi, còn kém trăm ngàn lần so với tu vi của ta, sao có thể tiếp được phương thốn thiên địa của ta. Tôn khôi đấu giống như ma thần, khí thế uy mãnh, giống như thần chi duy nhất, tay chỉ trời chân đạp đất, khí tức cuồn cuộn mà đến, bao phủ vạn cổ. Hắn tuyệt đối không để cho Phương Hàn có nửa điểm cơ hội, lại đánh tới một quyền, bước chân đạp tới khiến không gian chấn động rung lên. Ngay lập tức không thể giết ngươi, như vậy ta cũng không tin quyền thứ hai không thể giết được ngươi. Đại tâm linh thai. Sát chiêu lúc này của hắn còn hung hãn hơn cả phương tốn thiên địa. Tâm linh chi lực phóng ra ngoài, trong hư không xuất hiện một linh đài cự đại, một vị thánh nhân trung cổ ngồi bên trên, giao hóa vạn vật. Lực lượng trí cao vô thượng hội tụ thành đại hải khôn cùng, thần sơn hùng vĩ, tinh không mênh mông, thiên đường thần bí, địa ngục tà ác, vạn vật đều ở trong đó. Một chiêu đại tâm linh thai này một lần nữa bao phủ thời không, khiến phương hàn không thể động đậy, thủy chung không cách nào có được mẩy may cơ hội lấy được vương phẩm đan dược gần ngay trong gang tóc đáng giận lực lượng của kẻ này quá cường hoành đi ta căn bản không có bất cứ cơ hội xoay người nào để lấy vương phẩm tiên đan chỉ cần hơi không để ý sẽ bị một kích lôi đình hắn áp bách như vậy một khi bước lui ta hắn có thể trực tiếp thu được vương phẩm tiên đan tất cả kế hoạch của ta như nước chảy về biển đông tấn chức kim tiên sẽ trở thành xa vời vương phẩm tiên đan ẩn chứa lực lượng rất mạnh phương hàn muốn thu lấy đầu tiên phải chuẩn bị thi triển ra tuyệt đại thần thông trấn áp hàng phục. Thế nhưng hiện tại phân ra một điểm pháp lực cùng tinh thần sẽ lập tức bị giết, hài cốt cũng không còn, há lại có thời gian. Điều này giống như một người sắp chết đói, trông thấy một khai thức ăn tuyệt thế, thế nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn, điều này buồn bực cùng khó chịu đến cỡ nào. Tức giận biến thành bạo nộ, bạo nộ biến thành sức mạnh, 33 lần chiến lực. Trong bát bộ phù đô, linh mạch lớn nhất của mang sơn kịch liệt rung động, cơ hồ là một phần 10 nguyên khí bị thiêu đốt, biến thành lực lượng thúc dục 33 lần chiến lực thực lực càng cường hoành, thúc dục 33 lần chiến lược tiêu hao nguyên thủy chi khí càng nhiều. Sau khi Phương Hàn tiến vào vẫn lạc tà cốc, thực lực tăng lên nhanh chóng, trước sau luyện thành chung kết thánh đạo, thu ba vũ tử cổ xưa, những thứ này chuyển hóa thành lại gia tăng gấp bội, nguyên thủy chi khí có phần cung không đủ cầu. Tôn Khôi đấu ở đằng kia mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn sang, lúc này thân thể Phương Hàn đột nhiên biến thành 33 người, mỗi một người đều đánh ra một chiêu tạo hóa thần quyền, vô Thiên, Chu Thiên, Phong Thiên, Băng Thiên, Hóa Thiên, 33 chiêu rung động, cuối cùng Chí Thiên Thánh Môn buông xuống. Không ai có thể hình dung khí tức lúc này của Phương Hàn, 33 lần chiến lực bạo phát, cư nhiên có thể chống lại sát chiêu của Kim Tiên. Không chung, linh đài cự đại triệt để suy sụp, thành nhân trên mặt cũng tan thành mây khói, thân thể tô khôi đấu bị chấn đắc phải lùi lại phía sau mấy bước. Kim Tiên quốc độ của bản thân xuất hiện một số vết rách rõ ràng, trong ánh mắt hắn hiện ra quang mang không thể tin được. Đây có còn là bán Kim Tiên nữa hay không? Không có khả năng, bán Kim Tiên không có khả năng lợi hại như vậy, một chiêu vừa rồi là thế nào? Người kia, đến cuối cùng có phải là bán kim tiên hay không? Không xong, quốc gia xuất hiện vết rách, vẫn lạc tùy thời cũng có thể thẩm thấu tiến vào, chúng ta cùng nhau liên thủ phục hồi quốc độ. Trong quốc gia kim tiên của tôi khôi đấu, đám trưởng lão, đại nhân vật cao tầng bán kim tiên đại năng của phương thốn sơn đều thấy được một màn vừa rồi, tôi khôi đầu xuất thủ cư nhiên lại không thể thu thập được phương hàn, hơn nữa còn bị đẩy lùi. Đây là chuyện gì vậy? Ta biết hắn cường hoành, thế nhưng tại sao có thể cường hoành đến tình trạng này? sắc mặt Trần Nguyên Sinh như cho tàn, giống như gặp quỷ vậy, hắn bị Phương Hàn phế bỏ, còn thập phần không phục, thế nhưng hiện tại thấy được một chiêu của Phương Hàn đẩy lùi trưởng môn tuyệt đại kim tiên tôn khối đấu, khiến cho hắn cảm nhận được hy vọng báo thù của mình đã mất, căn bản không có khả năng báo thù. Thoáng cái khi Phương Hàn cùng tôi khối đấu đối bính, tại cửa vào động quật tà ác lại hạ xuống rất nhiều kim quang, nguyên một đám quốc độ xuất hiện. Cư nhiên là đám người thiên Tuyền môn, thần uy môn, cốc nguyên tông tới. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng bắt lấy cơ hội, pháp lực toàn thân chấn động chụp tới vương phẩm đan dược trong hồ lô ở phía sau lưng. Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực thiêu đốt một phần 10 linh mạch, cuối cùng tại chỗ đánh lui tuyệt đại kim tiên tô Khôi đấu, tạo một tia cơ hội. Nguyên bản cho dù hắn thi triển ra 33 lần chiến lực cũng không thể đánh lui cao thủ như tô Khôi đấu, thế nhưng tại trong tà cốc, tà khí quấy nhiễu, hắn lại chiếm cứ ưu thế, ở trong tràng diện không có cơ hội tìm được một tia cơ hội, tạo hóa thần uy, chấn áp vương phẩm. Hắn xuất thủ tuyệt đối không nương tay, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khi rất nhiều kim tiên buông xuống, tôi khôi đấu lui về phía sau. Hắn lập tức đem hết toàn lực đánh ra các loại pháp bảo, thủ pháp. Từng đạo pháp tắc đại la buông xuống phía trên chín hồ lô trong suốt. Đột nhiên một cỗ yên hà phát ra, thoáng hiện rồi vụt tắt, cư nhiên ngăn cản pháp lực của Phương Hàn. Đây là cấm chế trên hồ lô. Cư nhiên hết sức lợi hại, với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù có thể rút hết được cả mang sơn, thế nhưng bây giờ lại không thể nhúc nhích được chín hồ lô nho nhỏ này. Chín hồ lô trong suốt tự như đại nhật của thiên giới, vĩnh viễn bất động. Phương Hàn muốn lay chuyển chín hồ lô này chẳng khác gì là kiến lay cây, căn bản không thể được. Chín hồ lô này tương đương với chín vị kim tiên tọa chấn, trong đó ẩn chứa pháp tắc kim tiên minh mông vô cùng, đã tiếp cận thánh phẩm tiên đan, căn bản không có khả năng di chuyển. Diêm liên tục cầm lên giận dữ, nó cũng vội muốn chết, trông thấy bảo tàng không thể tới tay, trong lòng thật sự rất lo lắng. Phương Hàn linh cơ khẽ động, ba vu tự thu vào trong tổ vu kính được tung ra, xoay tròn quanh chín hồ lô một hồi, cầm pháp của chín hồ lô lập tức thu liễm, bay lên bị Phương Hàn thoáng cái quấn vào trong quốc gia của bản thân, sau đó chấn áp. Ba vũ tự lúc trước thu không ngờ có công hiệu bực này, quả thực khiến Phương Hàn mừng rỡ không thôi. Rốt cục cũng tới tay, vương phẩm tiên đan, chốc lát thu được 9 viên A. À. Trong đó ẩn chứa chính là pháp tắc kim tiên, không phải pháp tắc đại là. Phương Hàn kích động, hắn biết 9 viên vương phẩm tiên đan vừa tới tay, con đường sau này tu thành kim tiên sẽ rất bằng phẳng, đã không có bình cảnh nữa, kế tiếp chỉ cần tích lũy đủ nguyên thủy chi khí là có thể trùng kích đại vị kim tiên một khi thành kim tiên sẽ lập tức trở thành bá chủ, có thân phận tại thiên giới, ở đâu cũng được người tôn kính. Hơn nữa chỉ cần một viên vương phẩm tiên đan, như vậy cũng đủ rồi. Chiến thế thần đan này có phẩm chất rất ưu việt, không gì sánh kịp. Phương Hàn Linh Cơ khẽ động, đánh ra ba vụ tự vừa thu, phá vỡ cấm pháp của hồ lô, thu chín hồ lô vương phẩm tiên đan vào trong thân thể. Một màn này rơi vào mắt rất nhiều tuyệt đại kim tiên vừa buông xuống. Môn chủ thiên tuyền môn, môn chủ thần uy môn, người đứng đầu cốc nguyên tông đều thấy được một màn này. Các trưởng lão môn phái ở trong quốc gia của bọn họ cũng thấy được một màn này. Cảnh Tượng Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực đẩy lui tông chủ Tôn Khôi đấu của Phương Thốn Sơn, cướp lấy vương phẩm đan dược, được mấy vị tuyệt đại kim tiên trong nháy mắt thôi toán ra, bởi vì trong không khí có một số tin tức còn chưa biến mất. Môn chủ, vì hàng bất động cư nhiên đã sớm thu vương phẩm tiên đan vào trong tay, hắn làm cách nào để mở ra đại môn? Tông chủ của Cổ Nguyệt, Hồ Thương Hải tới đây còn bị thương, bị ba vu tử gây thương hại. Vừa rồi hắn đại chiến một hồi với Tôn Khôi đấu, sau đó cướp lấy vương phẩm tiên đan nhưng tôi khôi đấu là tuyệt đại kim tiên mà mặc dù chúng ta biết hàng bất động phi thường lợi hại thế nhưng cùng so với kim tiên vẫn có tranh lệch rất lớn làm sao có thể chống lại kim tiên thật lợi hại ta còn chưa từng có nghe nói qua người tại thời điểm bán kim tiên có thể chống lại tuyệt đại kim tiên đây đã không thể gọi là thiên tài nữa thần mới đúng a à. mà ngay cả ta cũng nghĩ không ra từ ngữ để hình dung nữa cao thủ của thiên tuyền môn cảm thấy kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn từ kinh ngạc lại biến thành chết lặng Phương Hàn xuất hiện đã phá vỡ nhận thức đối với phương pháp tu luyện của bọn họ. Môn chủ, làm sao bây giờ? Hàng bất động này tuy cướp được vương phẩm tiên đan, thế nhưng cũng đã bị bao vây, căn bản không có khả năng thoát ra ngoài, cho dù hắn có thể chống lại một vị kim tiên, thế nhưng cũng không thể chống lại kim tiên của ba đại môn phái. Vương phẩm tiên đan thủy chung phải lưu lại. Chúng ta nên xuất thủ cướp đoạt hay trợ giúp hắn, cùng nhau chia sẻ vương phẩm tiên đan. Vương phẩm tiên đan này là chiến thế thần đan, mỗi một viên đều có công chiến thế, đại uy vô địch, siêu việt cực độ chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vậy cướp đi. Cha, thiên tuyền mua chúng ta căn bản chưa giúp đỡ được gì cho hàng bất động. Hắn ngược lại còn cứu con. Lần này tiến vào vẫn lạc tà cốc. Trước tiên là hắn muốn thu bảo tàng. Hơn nữa cũng không cần chúng ta che chở. Độc lập chống lại tôi khôi đấu. Nếu như chúng ta cưỡng chế cướp tiên đan của hắn, chỉ sợ sẽ kết cầu địch. Còn không bằng kết một lần thiện duyên, trợ giúp hắn. Cho dù hắn không chia vương phẩm tiên đan cho chúng ta, cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Tương lai trở thành đại nhân vật, thiên tuyển môn chúng ta cũng không thiếu chỗ tốt. Vương Phiên vội vàng nói, nữ nhi, con nói có đạo lý, người này không phải vật trong ao, rõ ràng cho thấy là kẻ có đại khí vận, hơn nữa được thiên quân thủ hộ. Con xem, hắn cư nhiên có thể thu được ba vô tự, đại biểu cho tồn tại thần bí gì đó sau lưng hắn, lần này thiên tuyển môn chúng ta lựa chọn đứng về phía hắn. Trong lòng môn chủ thiên tuyển môn suy nghĩ được mất, sau đó lập tức quyết định, hàng bất động, ngươi thật to gan, cư nhiên dám tự tiện cướp đoạt bảo tàng trong vẫn lạc tà cốc, thu vương phẩm tiên đang làm của riêng, mau lấy ra, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đầu. Lúc này tôi khôi đầu đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Phương Hàn, giống như độc giả nhìn con mồi. Đối với người này, vừa rồi hắn thoáng đối bính, không sai biệt lắm đã phán đoán ra lực lượng của đối phương. cư nhiên có thể phát huy ra 33 lần chiến đấu lực, quả thực đúng là mới lần đầu nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Rất nhiều bí thuật trong ngày mắt có thể khiến chiến lực của bản thân tăng lên, nhưng mà bí thuật mạnh nhất cũng chỉ tăng được một hai lần bí thuật có thể trong nháy mắt tăng gấp 3 chiến đấu lực, gần như là nghịch thiên. Chỉ duy nhất một lần tôi khôi đấu đi tới thiên đình gặp qua một vị đại nhân bật viễn cổ, đã từng thấy hắn thi triển bí pháp 10 lần chiến lực, quả thực là nghe giận cả người, có thể hù chết tại chỗ tiên nhân. Hiện tại Phương Hàn có thể thi triển 33 lần chiến lực, đó là loại quái thai gì? 33 lần chiến lực à? Đây là loại bí thuật gì? Hoặc là loại pháp bảo gì? Vương phẩm tiên đan so với thứ này đã không còn trọng yếu nữa, tối trọng yếu nhất chính là pháp môn tu luyện môn bí thuật này. Nếu ta học được môn bí thuật này sẽ có thể vô địch kim tiên, vô địch thế gian. Tu luyện tô khôi đấu rất kích động, hận không thể dùng một trưởng đánh chết Phương Hàn thu lấy bí pháp tu luyện kia. Nhưng mà nội tâm của hắn tuy kích động, thế nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hai tay chắp sau lưng sừng sững mà đứng. Tôn huynh, tiểu tử này đã lấy được phương phẩm tiên đan. Môn chủ lạc uy của thần uy môn, tông chủ cốc nguyên tông của cốc mãnh đều đứng sát bên người tô khôi đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn đồng thời hỏi thăm tình huống vừa rồi. Đúng vậy, không biết vì sao hắn có thể thu lấy ba vu tự trên cánh cửa của động quật tà ác này, bây giờ đã thành công thu lấy chín hồ lô vương phẩm tiên đan, nhưng mà hiện tại hắn cũng khó có thể trốn thoát, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, vẫn có thể thu được vương phẩm tiên đan như thường. Tôi khôi đấu lực qua sự tình một lát, cũng không đề cập tới chuyện Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài. Thế nhưng có là nhân vật thiên tài đi nữa cũng có thể điểm lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi nếu như thức thời thì giao ngay hám thế thần đan ra đây, có thể lưu lại một con đường sống. Tông chủ cốc mãnh tiến lên một bước, dỗi đại thủ hướng tới Phương Hàn nói: Lấy ra đi. Ha 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 ha! Phương Hàn đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu, dùng ánh mắt hài hước nhìn Ba Tuyệt Đại Kim Tiên. Ngày đó thời điểm hắn vẫn còn là Huyền Tiên, gặp phân thân đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân với tu vi Kim Tiên truy sát còn không sợ. Hiện tại đã là bán Kim Tiên đại năng, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với ngày trước há lại sợ kim tiên huống hồ hiện tại đang trong tà cốc hắn đã chiếm ưu thế địa lợi Thầm vận công lực thanh âm bén nhọn của hắn vang lên ba người các ngươi đều là tuyệt đại kim tiên tại thiên giới coi như là bá chủ cường hào một phương tại sao lại muối mặt như thế chẳng lẽ ba người muốn cùng nhau vây công ta cướp đoạt hám thế thần đan không cần ba người chúng ta lên thủ một mình ta đã đủ để chấn áp ngươi rồi tròn râu của cốc mạnh bay lên kim tiên quốc độ bắt đầu bành trướng tựa hồ như đang chuẩn bị tung ra sát chiêu nhất cử giết chết Phương Hàn. Đây là ngươi nói đó. Phương Hàn lập tức phản kích lại. Như vậy, ở trước mặt môn chủ Thiên Tuyền môn, ngươi có dám giao thủ cùng ta không? Ngươi thân là Tuyệt Đại Kim Tiên, mà ta chỉ là bán Kim Tiên, kém một cảnh giới, mà ta còn nghe nói Cốc Nguyên Tông ngươi có một bộ võ học sát chiêu gọi là Bất Tử Vương Quyền, là tổ tiên ban đầu của Cốc Nguyên Tông các ngươi, Bất Tử Chân Vương sáng chế ra, trong đó có cả 6 chiêu, đại biểu cho 6 loại chân lý, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy hãy thi triển ra bộ võ học này cùng ta phân cao thấp, nếu như sau chiêu mà không thể giết chết ta, vậy cho dù ngươi thua, sau này ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi phải mau chóng rời đi, thế nào? Chi nhớ của Thương Tử Lạc bắt đầu phát huy tác dụng, Phương Hàn biết tuyệt học lợi hại nhất của Cốc Nguyên Tông gọi là Bất Tử Vương Quyền, một bộ quyền pháp này là trí bảo trấn sơn, thế cho nên hắn mới mở miệng dùng ngôn ngữ bức bách khiêu chiến. Hiện tại ba đại kim tiên đều gây áp lực với Phương Hàn, nếu như ba người liên thủ, Phương Hàn căn bản không phải là đối thủ, chiến lược có cường đại hơn cũng không thể ngăn cản nổi một kích do ba đại kim tiên liên thủ, cho nên hắn muốn dùng lời nói bức bách bọn họ. Cái gì? Ngươi muốn tiếp bất tử vương quyền của ta? sắc mặt của tông chủ cốc nguyên tông cốc mạnh biến hóa, đâm lao phải theo lao. Đối phương đã nói ra lời này, nếu như hắn lùi bước, mặt mũi của tuyệt đại kim tiên coi như mất hết. Một kẻ bán kim tiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên, còn muốn mình dùng quyền pháp chấn sơn. Nếu như không giết chết kẻ này, để những lời này truyền ra ngoài sẽ không còn trụ đứng nữa thật sự là cuồng vọng. Lý Lạc Uy cũng nổi giận. Cốc Mãnh Huynh, người này thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi. Chúng ta thay ngươi chấn áp, ngươi dùng bất tử vương quyền, giết hắn đi. Bất tử vương quyền, ta cũng chỉ được nghe nói qua, nhưng mà còn chưa được chứng kiến. Không thể tưởng được tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng, cư nhiên chọn chiến cốc huynh, ngươi hãy dùng một quyền đánh gục hắn rồi tính tiếp à. Môn chủ thần uy môn, tuyệt đại kim tiên lạc uy cũng đứng dậy, trên chắn nổi lên sát khí nồng đậm hắn còn chưa từng nghe nói qua có bán kim tiên nào dám ngang nhiên khiêu chiến với tuyệt đái kim tiên như thế. Đã nói vậy, hắn cũng không thể đi lên vây công, nếu không đám môn đồ sẽ chế nhạo không nói, mà cả môn phái khác cũng cười vào mũi. Tiên sinh, không nên cứng rắn đón đỡ bất tử vương quyền, nghe đồn một khi phát động bất tử vương quyền, thân mình sẽ tiến vào một loại cảnh giới bất sinh, bất tử, bất diệt, bất vinh, cho dù kim tiên cùng cảnh giới cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngài mau chóng tiến vào hy đồ của thiên tuyền môn chúng ta đi. Vương phiên đại tiểu thư thấy một màn này liền lập tức cao giọng hô to. Đúng vậy, hàng bất động tiểu hữu, ngươi đã lấy được vương phẩm tiên đan, thiên tuyền môn chúng ta cũng không muốn cướp của ngươi, mà ngươi thủy chung chính là minh hữu của thiên tuyền môn, nếu có người muốn động tới ngươi, nhất định phải hỏi qua chúng ta. Vương viêm ta nguyện ý một mình gánh chịu, tuân thủ lời hứa. Môn chủ thiên tuyền môn nói, sao, môn chủ thiên tuyền môn, ngươi muốn động thủ, chúng ta qua bên kia, để ta nhìn xem đại hy phục ma công của ngươi lợi hại, hai thần uy ngũ sát của ta sắc bén. Môn chủ thần uy môn, Lý Lạc uy hử lạnh một tiếng. Được rồi, môn chủ thiên tuyền môn, hiện tại ta lĩnh phần nhân tình này của ngươi, bất quá ta trái lại muốn làm việc nghịch thiên. Thế nhân đều nói bán kim tiên không cách nào đối kháng lại kim tiên, ta sẽ đối kháng lại, đón đỡ bất tử vương quyền của hắn, nhìn xem hắn có thể làm gì được ta hay không. Phương Hàn liên tục thét dài, hào khí sông lên tận trời. Cốc mãnh, ngươi rốt cuộc có dám đánh hay là không, nếu như bất tử vương quyền không giết chết được ta, vậy ngươi phải lập tức rời đi tuân thủ lời hứa thế nào cốc mãnh giận quá hóa cười nói tiểu bối không biết trời cao đất rộng không biết mình có bao nhiêu cân lượng để ta cho ngươi biết bất tử vương quyền vì sao lại được gọi là bất tử vương quyền cũng để ngươi biết vì sao thiên giới mãi mãi lưu lại quy củ khoảng cách khác biệt giữa bán kinh tiên và kinh tiên chính thức xa như thế nào đến đây đi bất tử vương quyền ta muốn nhìn xem ảo diệu của bất tử là cái gì cứ việc xuất thủ đi Phương Hàn âm thầm thúc dục pháp lực khiến vũ trụ của bản thân vận chuyển tới cực hạn, Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ cũng đều thúc dục tới tình trạng tốt nhất, Chung kết thánh đạo âm thầm tích tụ, hòa hợp cùng tà khí trong động quật, tư tưởng của bản thân không sai biệt lắm đã kết hợp làm một với tà quật, thiên địa hợp nhất. Ảo cảnh bốn phía cực kỳ có lợi cho hắn, mà lại cực kỳ có hại đối với tông chủ cốc nguyên tông cốc mãnh. Sơ so ra, Phương Hàn có thể san bằng được không ít tranh lệch. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn đối chiến với bất tử vương quyền của cốc mãnh? Trong luân hồi chi bàn, Diêm kêu lên. Nhưng hắn là tuyệt đại kim tiên, đến cảnh giới kim tiên, đã không thể nào vượt cấp hiêu chiến. Ngươi không phải là không biết lực lượng của kim tiên, căn bản không có khả năng chống lại. Có thể kiếm lợi từ trong tay hắn đã là chấn kinh thế gian rồi. Ta xem ra chúng ta không bằng trốn đi. Chạy! Chạy đi đâu? Phương Hàn liên tục cười lạnh. Nếu như ta không khích tướng như vậy, ba đái kim tiên vây giết, ta căn bản không cách nào chạy trốn. Mặc dù có ưu thế địa lợi cũng không thể nào đào tẩu. Huống hồ cho dù đào tẩu, chẳng lẽ không có người khác ngăn cản ám sát sao? Ta đã phát hiện ra, ở ngoài cốc có khí tức cực độ nguy hiểm đang xâm nhập vào. Biến mọi người trong đây trở thành con mồi, ta chính là muốn cơ hội này, chờ cỗ lực lượng kia xuất hiện sẽ đào tẩu, tiếp tục tu luyện thần thông, chờ ta tu thành cảnh giới kim tiên, sẽ quay lại giết chết toàn bộ đám người này. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Diêm cả kinh, lại nhìn quanh bốn phía. Không cần nhìn nữa, ngươi không thể phát hiện đâu, ngươi nghĩ thử xem, tuyển châu này còn có một đại môn phái là cổ Nguyệt Tông, tông chủ của bọn hắn đã tới đây, bị ba vu tự thiếu chút nữa tiêu diệt, hắn có thể bỏ qua cơ hội này không? Chân không gia hương thích khách là tổ chức thần bí, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Phương Hàn, hiện tại ngươi chiếm được vương phẩm tiên đan như vậy, có thể trực tiếp nuốt xuống biến thành kim tiên, tại chỗ diệt sát hay không? Không thể, chiến thế thần đan này, mỗi một viên đều là kim tiên đại năng chính thức giả thân luyện chế mà thành. Không thể so với trung cổ thánh linh đan gà mờ mà ta luyện chế, mỗi một viên đều có lực lượng cường hoành không gì sánh kịp, một khi nuốt xuống nguyên khí sẽ chạy loạn, lúc đó sẽ phải tìm một nơi yên tĩnh trấn áp, ngàn vạn lần không có bất cứ nguy hiểm gì, nếu không sẽ làm cho ta nổ tan thành thịt vụn. Ngươi nói hiện tại ta phục dụng được không? Hơn nữa tấn chức kim tiên còn cần nguyên thủy chi khí cường đại, hiện tại nguyên thủy chi khí của ta còn xa mới đủ, căn bản không thể tấn chức. Cỡ chế quá quan, nhất định sẽ bị tổ hỏa nhập ma, số phận chẳng khác gì vị tiền bối của thiết huyết môn kia. Phương Hàn lắc đầu. Những tuyệt đại kim tiên khác đều biết điểm này, cho nên tạm thời mới không hạ sát thủ với Phương Hàn, chỉ một mực phong tỏa, muốn bắt con ba ba trong giỏ Hiện tại chúng ta phải làm sao? Vạn nhất ngươi cùng tên cốc mãnh kia liều mạng, bị thương thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ bị người áp chế sao? Ta cũng không phải là không có kế hoạch, ta sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ. Bản thân ta tuy không đủ hấp thu lực lượng của những đan dược này, thế nhưng pháp bảo chẳng lẽ lại không thể hấp thu pháp tắc kim tiên trong đó sao? Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, tự do chi dược của ta cũng có thể hấp thu pháp tắc kim tiên, lại trở nên chắc chắn, lột xác thành trung phẩm tiên khí, nhất là truyền thuyết chi trượng, đã đạt tới giới hạn, chỉ cần một chút nữa là tấn chức. Một khi tấn chức sẽ có lực lượng của thánh phẩm tiên khí, truyền thuyết chi trượng chính thức và không truyền lại thánh lực khôn cùng, gia trì thân thể ta. Phương Hàn đã âm thầm chuẩn bị, trong chớp mắt hắn liền trao đổi với Diêm, bất kỳ tình huống gì đều trong lòng bàn tay. Tốt! Phương Hàn, người quả nhiên là nhân vật vô thượng, cho dù gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể biến thành an, còn làm cho lực lượng tăng lên sớm muộn cũng có một ngày ta thấy ngươi trở thành thiên quân thiên tri quân vương siêu việt hơn hoàng tuyền đại đế diêm hưng phấn nói đúng lúc này phương hàn đã vận dụng minh khí chi lực của tổ vũ kính trong thân thể mở ra một cái hồ lô hồ lô vừa mở kim hoàng sắc đan khí không gì sánh kịp vọt ra đan khí màu vàng giống như hỏa diễm hừng hợp bốc cháy từng đạo pháp tắc kim tiên trong đó hiện hiện ra pháp tắc kim tiên bất đồng với pháp tắc đại la pháp tắc đại la trải qua thiên truy bách luyện sinh ra lột sắc cuối cùng biến hóa về bản chất, biện lại thành một cỗ, tạo thành một loại trận pháp. Nói cách khác, rất nhiều pháp tắc đại la, dựa theo kim tiên chi đạo tạo thành đại trận biến thành một đạo, mới thành pháp tắc kim tiên. Thường thường phải trăm ngàn đạo pháp tắc đại la mới có thể biến thành một đạo pháp tắc kim tiên. Mà Phương Hàn chính là phân giải một bộ phận pháp tắc kim tiên của đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, một lần nữa biến thành pháp tắc đại la, mới chiếm được 500 vạn đạo. Mà hiện tại trên thế thần đan trong hồ lô này bản thể cũng chưa nhúc nhích, chỉ với đan khí chảy ra đã có hơn 10 đạo pháp tắc kim tiên sát tới. Có thể thấy được dược lực của đan dược này hùng hồn cỡ nào. Người khai sáng thượng cổ vẫn lạc tà tông này dùng tuyệt đại vu thuật cứng rắn giết chết một số kim tiên, luyện chế thành đan dược. Có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào, hiện tại phương hàn tuyệt đối không thể nuốt xuống, nếu không sẽ bị nổ tung. Nhất định phải có nguyên thủy chi khí khổng lồ trung hòa. Đan khí vừa ra, phương hàn hấp thu một bộ phận nhỏ, đại bộ phận còn lại, pháp tắc kim tiên liền trực tiếp xông vào truyền thuyết chi trượng truyền thuyết chi trượng vốn đạt tới điểm tới hạn cần có pháp tắc kim tiên hiện tại tái nhập thứ này vào lập tức liền bắn ra hỏa quang trong nháy mắt ý niệm của phương hàn câu thông với thời không xa xôi tại chỗ sâu nhất loáng thoáng thấy được trong quốc gia mãi mãi thâm trầm kia có một cây bảo trượng cự đại khôn cùng trôi nổi trên không trung uy nghiêm như thiên quân có uy thế không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả tự hồ như chính là thánh phẩm tiên khí bản thể của truyền thuyết chi trượng trong truyền thuyết được đa bảo thiên quân giữ thánh phẩm tiên khí thực lực của bản thân đã tương đương với thiên quân rồi. Là ai? Là ai đã rèn cho ta một phần phân thân, cư nhiên lại còn rất pháp tắc kim tiên vào trong nữa. Rất tốt, rất tốt. Càng có nhiều phân thân, lực lượng của ta càng cường đại, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ý niệm cường đại từ trong hư không tối tăm truyền tới thân truyền thuyết chi trượng, sau đó truyền tới ý niệm của Phương Hàn. Đó chân chính là ý niệm của truyền thuyết chi trượng. Sau khi hấp thu hơn phân nửa đan khí trong hồ lô, truyền thuyết chi trượng rốt cục cũng tấn thăng đến trung phẩm tiên khí, từng đạo từng đạo pháp tắc kim tên kim hoàng sắc quấn quanh cự đại truyền thuyết chi lực từ thời không xa xăm buông xuống giữa không trung thần bí kia bản thể của truyền thuyết chi trượng chính thức ban thưởng xuống còn có rất nhiều võ học đạo thuật trong truyền thuyết trung phẩm tiên khí truyền thuyết chi trượng thoáng cái dung nhập vào trong thế giới của phương hàn chặt chẽ không thể phân cách lực lượng của phương hàn một lần nữa gia tăng trong cơ thể không ngờ có thêm một môn tuyệt thế thần thông truyền thuyết chi trưởng trung phẩm tiên khí biến thành một môn võ đạo pháp tuyệt thiên địa môn võ đạo tuyệt thiên phách địa này thực phách đạo giống như chư thần hoàng hôn một chiêu này gọi là diêu viễn truyền thuyết phương hàn đột nhiên cảm giác được hai môn sát chiêu này phối hợp lẫn nhau quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chư thần hoàng hôn diêu viễn truyền thuyết hai đại sát chiêu có ý cảnh sâu xa phải dùng tinh lực cả đời nghiên cứu đẽo gọt hàng bất động ngươi hãy nhìn ta sẽ đánh cục ngươi ngươi chuẩn bị đi tới hoàng tuyền đi tạm biệt là cốc mãnh ta đã kết liễu tính mạng ngươi nhớ lấy Lúc Phương Hàn cùng Diêm trao đổi thần niệm, truyền thuyết chi trượng hấp thu đan khí, vũ trụ cho người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên ngoài cũng chỉ là tích tắc công phu. Tông chủ Cốc Nguyên Tông Cốc mãnh thân thể khẽ động, hai tay tách ra, như mãnh hổ vồ dê, thi triển ra một thức mở đầu, ẩn chứa âm dương, sáu cỗ nguyên khí bắt đầu đan vào nhau, biến thành sáu loại chân ý bất tử. Bất tử vương quyền, thức thứ nhất, minh thần chi thương. Cốc mãnh vị tuyệt đại kim tiên này đã đánh ra thức thứ nhất, tử khí lập tức tràn ngập, một pho tượng minh thần cổ xưa buông xuống đỉnh đầu phương hàn. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.